Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em để cái có cái món gọi là có hoa nha. Đây là một giò kiều vuông lộc bắc này các bác này. Đây nha, một giò như thế này mà được 2 4 6 8 9, đấy, 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quá nhiều bông luôn. Các bác ạ, quá nhiều bông luôn. Gần 30 bông nhá các bác nhá, gần 30 bông hoa nhá. Một giò như thế này nhá các bác nhá. Một giò như thế này, gần 30 bông hoa. Em bán cho các bác với giá là 1.400.000 nha. 1.400.000 nha. Các bác nhìn thân này nè. Đấy. Gần 30 bông hoa thì các bác biết là nó to như thế nào nhá. Quá đỉnh cao luôn ạ. 1.400.000 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 này các bác này, cái này là long tu đá xin hồ chứ không phải là hàng Lào nha các bác nha. Hoa tím nha, hoa tím nha, nở vào tháng 4 nha, tháng 3 tháng 4 nha các bác nha. Mà các bác ở dưới xuôi thường thường nó hay nở vào Tết các bác ạ, vì ở dưới các bác là nó nóng ấy. Như chỗ em thì cứ phải chuẩn tháng 3 hoặc là tháng 4 nha các bác nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Một giò quá nhiều thân luôn này. Đó. Cho giò số 2. Số 3 này. Hai thân dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 100.000 nha, nguyên bản từ rừng nha các bác nha, nguyên bản từ rừng nha. 150.000. Các bác nha. 100 à? Rồi ok, 100 đi. 100.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như này, một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, cây này thì không tính. 7 cây như thế này. Nó có một cây cả con đây nữa nha, là 8 nha. Đó. Thân này đẹp tuyệt vời luôn các bác nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 4. Số 5 này. Các bác này. Một giò cẩm báo nha. Gỗ nó mục rồi. Như các bác cứ treo lên như thế này là vẫn ok nha. Các bác nha. Vẫn treo lên như thế này là được. Đó, quá nhiều cây luôn. Nguyên em đếm chỗ này là 4 cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 cây. Các bác nha, 20 cây như thế này. Đấy. Do cầm báo như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Đấy. Cho giò số 5. Số 6 này các bác này. Số 6 nha các bác nha. Một cái dề kiều tím miền Trung như thế này. Hàng một dề nha các bác nha. Một dề như này. Đấy.
Em bán cho các bác này với giá là 350.000 nha. Đôi này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14, 16, 17 thân luôn. 17 thân luôn nha các bác nha. 350.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 đây các bác này. 2 thân, 4 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 thân. Các bác nhá, hàng một dề nhá, như thế này. 16 thân. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nhá. Cái này là kiểu tím miền Trung nha các bác nhá. 350.000 nhá. 350.000 nha các bác nhá. Cho giò số 7. Nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Một dề này. 1 đôi 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 31 31 thân nha các bác nha, một dề như thế này. Đấy, một dề như thế này nha. 31 thân. Em bán hàng một dề như thế này cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha các bác nha. Cho giò số 8. Số 9 này. Vẫn là kiều tím miền Trung này các bác này. Đôi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thân. 12 thân như thế này. Các bác nhá, 12 thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Một dài luôn. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Số 10 này, một dề các bác chỉ ốp vào là ok nha các bác nha. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 thân nha các bác nhá. 22 thân nha, kiều tím miền Trung nha. Em hết lên hết kiều tím miền Trung nha. Thân ngắn nha, thân lùn nha. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Một dề như thế này, 400.000. Cho giò số 10. Lô này đẹp đấy các bác. Số 11 này. Các bác nha, số 11 nha. 2 4 6 8 10 11 thân. 11 thân nha. 11 thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 230.000 nha. 230.000 nha các bác nha. Cho giò số 11. Số 12 này các bác này. Vẫn là một dề. Đôi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 thân nhé các bác nhá, 16 thân một dề như thế này. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Nó là hàng lùn nha. 300.000 nha. Hôm nay em bán hàng chưa bao gồm phí ship nha. Cho giò số 12. Số 13 này. Đấy, đôi 4 6 8 10 11 thân. Hàng lùn nha các bác nha, hàng lùn nha. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Đấy, một dây kiều như này 280.000.
Cho giò số 13. Số 14 này các bác này. Cái này là hài đuôi công nha các bác nhá, một bông hoa này. Em đếm hoa cho các bác này. Hai bông này. Cái này hỏng hết bông. Thôi, cái này tính được có 2-3 bông hoa đâu. Em tính cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. 300.000 cho một cái giò hài đuôi công như thế này. 300.000 nhá. Cho giò số 15. À 14. Số 15 này các bác này. Một bông hoa này. Hai bông hoa này. Ba bông hoa này. 4 bông hoa này, 5 bông hoa này, 6 bông hoa, 7 bông hoa, 8 bông hoa. Em nhìn thấy có 8 bông hoa này nhá các bác nhá, 8 bông hoa nhá. Một giò như thế này, 8 bông hoa. Em bán cho các bác này, hàng một giò này, 500.000 nhá. 500.000 nhá các bác nhá. Cho giò số 15. Số 16 này. Một giò hài này gọi là hài dâu xanh nha các bác nha. Hài dâu xanh nha. Một giò như thế này. Hoa cực đẹp luôn. Các bác. Một giò hài dâu xanh như thế này em bán cho các bác này. Với giá là 300.000 nha. Hoa chơi được 2 tháng luôn các bác nhá. Cho giò số 16. Số 17 này. Cái này người ta gọi là địa lan bạch ngọc nha. Như ở dưới xuôi các bác là trồng nó vẫn ra hoa. Nó không như là địa lan Trần Mộng nha các bác nha. Đấy, chuẩn bị có hoa rồi ạ. Chuẩn bị có hoa rồi nha các bác nha. Này các bác nhìn thân này. Đã chưa? Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Giò này thì đẹp hơn nhá. Giò này thì đẹp hơn nhá các bác nhá. Đấy. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 650.000 nhá. Đây các bác này, nhìn này đã chưa? 650.000 nhá. Nó cái này là tháng 11 nó mới ra hoa nha các bác nhá. Tháng 11 ra hoa nha. Chuẩn bị rồi, chuẩn bị nụ rồi. 650.000 cho giò số 18. Số 19 này các bác này. Một giò cái này là long tu đá xìn hồ này các bác này. Đấy. Hoa thì siêu tím luôn nha các bác nha. Hoa siêu tím luôn. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha. Mua giống nó cao lắm các bác ạ. Để mà thuần được một cái giò lan như thế này không phải đơn giản nha các bác nhá. Đây là em mới mua của dân về đấy ạ. Thắt ngọn hết rồi. 350.000 nhá. Cho giò số 19.
Số 20 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Hai mẹ 16 con nha các bác nha. Hai mẹ 16 con như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. Có một cây chồn ở đây nha các bác nha. Cho giò số 20. Số 21 này các bác này. Đấy. Lá chồn nhà em nó dài như thế này thôi. Các bác ạ. Đấy. Một giò chồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha các bác nha. Một giò chồn như thế này nha. 6 cây nha, 280.000. Cho giò số 21. Số 22 này. Một giò u lồi nhá, hoàng thảo u lồi nhá. Một thân, hai thân này. Ba thân, bốn thân. Năm thân. Được có năm thân thôi. Như nó dài lắm các bác ạ. Các bác ngắm hoa thì thôi rồi luôn. Thuần lâu năm rồi nha các bác nhá, thuần lâu năm rồi nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 22. Đây em có một cái giò quế trắng tháng 8 như thế này. Đấy. Mẹ thì chết rồi nhưng nó lại ra được, sinh được 5 người con. Đẻ được 10 đứa để chơi. Các bác nhá. Đó như thế này, một hàng một già. Lá thì thôi rồi luôn. Các bác yên tâm nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác này. Với giá là 1 triệu nhá, 1 triệu nhá. Cho giò số 23. Số 24 à các bác này. Một giò kiều. Kiều này là người ta gọi là kiều mỡ gà nha các bác nha. Kiều mỡ gà nha. Một giò vùng quanh như thế này. Đấy. Nếu mà đặt được tổ quạ ở trên này nữa thì thôi rồi luôn các bác nha. Một giò kiều mỡ gà như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha. Đây nha. Đấy. Đều tăm tắp luôn. Cho giò số 24. Số 25 này các bác này. Một dải nguyên bản từ rừng. Dân nó đặt vào một cái chậu như thế này, chậu 40 nha các bác nhá. Chậu 40 nhá. Đây cái thân này nó ra được 11 lá, tương ứng là 11 bông hoa nha các bác nha. Giò này là giò sơn thủy tiên của Lai Châu nha các bác nha. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha các bác nha. Chậu 40 nha. Cho giò số 25. Đây một giò ý ngọc như thế này, to như thế này. Quả thì chi chít luôn. Đấy, em mua của dân, dân nó cho ở đây này. Đấy.
một giò như thế này nhá, em bán này cho các bác này, giò ý ngọc nhá, ý ngọc nhá, em bán giò này cho các bác là khủng to nhá, ra hoa thì các bác không phải nghĩ luôn. Em bán cho các bác với giá là 800.000 nhá, 800.000 nhá, nó vẫn còn đang đi ngọn nhá, như này. Đó. Em bán giò ý ngọc này cho các bác với giá là 800.000 cho giò số 26 mươi.